chương 1, sự khởi đầu. Giữa không khí nhộn nhịp và rộn ràng của mùa Giáng sinh năm 2050, khi mọi người đang tận hưởng những ngày lễ cuối năm trên trái đất, một sự kiện bí ẩn đang dần diễn ra ở phía xa của vũ trụ. Cách trái đất khoảng 600 triệu dặm, tương đương hơn 965 triệu km, gần vị trí của sao Mộc, một tiểu hành tinh khổng lồ, có bán kính xích đạo là 490 km và bán kính cực là 455 km, gần bằng kích thước của tiểu hành tinh Ceres, đang từ từ tiến về phía hành tinh xanh. Tiểu hành tinh này lần đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện khi nó dần tiến vào quỹ đạo của sao Hỏa. Với sự phát triển của công nghệ tiên tiến, các nhà khoa học đã tổ chức một sứ mệnh để tiếp cận và hạ cánh lên tiểu hành tinh này nhằm nghiên cứu. Dẫn đầu tài trợ cho sứ mệnh đầy tham vọng này là vị tỷ phú danh tiếng Alpha Smith, người đã bỏ ra hơn 200 triệu đô la Mỹ với hy vọng sở hữu tiểu hành tinh. Khi đoàn thám hiểm đáp xuống thành công, họ đã phát hiện một khoáng vật kỳ lạ chưa từng được biết đến trước đây. Loại khoáng chất này sau đó được đặt tên là Alphanium, một kim loại có tiềm năng thay đổi mọi mặt của nền công nghiệp hiện đại. Sau nhiều tháng nghiên cứu và theo dõi, tiểu hành tinh đã dần tiếp cận quỹ đạo của mặt trăng, khiến toàn thế giới không khỏi lo ngại. Nhận thấy cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn, tỷ phú Alpha Smith quyết định đầu tư thêm hơn 500 triệu đô la Mỹ để thực hiện một kế hoạch táo bạo, sử dụng bom hạt nhân nhằm phá hủy tiểu hành tinh, thu thập lượng Alphanium quý giá trước khi nó có thể gây ra bất kỳ hậu quả nào đối với trái đất. Kế hoạch mạo hiểm này cuối cùng đã thành công. Alpha Smith trở thành người sở hữu một lượng lớn Alphanium, mở ra một chương mới cho loài người, một chương đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít hiểm nguy.